Chào các bạn, ngày hôm nay Chiến sẽ giới thiệu với các bạn về cái rơ le nhiệt hay còn gọi là đua nhiệt, được sử dụng rộng rãi trong điện công nghiệp. Thì đây là cái thiết bị kết hợp với công tắc tơ nhằm bảo vệ quá tải cho động cơ. Thì việc lựa chọn cái rơ le nhiệt còn tùy thuộc vào cái công suất của động cơ. Ví dụ như chúng ta có cái động cơ 3 pha 1,5 kW là hai ngựa, thì cái dòng nó khoảng là 3A. Như vậy chúng ta phải lựa chọn mua với cái giá trị là 3A cho cái đua nhiệt của mình. Thì do vậy ra ngoài cửa hàng chúng ta sẽ mua được cái đua nhiệt là cái tầm là dưới 3A đến trên 3A để chúng ta có thể điều chỉnh dễ dàng ha. Thì ở đây mình đang giới thiệu là cái rơ le nhiệt tầm chỉnh là từ 9 đến 13 ampe. Thì ở trên một cái rơ le nhiệt bao gồm các thành phần cơ bản như là 3 phần tử nhiệt, 1, 2, 3. Thì 3 phần tử này sẽ kết hợp với phía sau của conductor, với 3 tiếp điểm phía sau conductor. Rồi cái gạt hand auto, hand có nghĩa là tay và auto là tự động. Và cái nút reset, nút màu xanh. Và cái nấm chỉnh dòng. Thì cái nấm này khi mà chúng ta lắp mạch cho cái động cơ thì chúng ta sẽ chỉnh cái dòng trước, thì dựa vào cái công suất động cơ chúng ta sẽ tính được cái dòng động cơ. Như vậy chúng ta sẽ điều chỉnh theo cái dòng của động cơ để bảo vệ cho động cơ khi có cái hiện tượng là quá tải xảy ra. Thì ở đây còn có thêm các tiếp điểm như là 98, 97. 98, 97 là tiếp điểm NO, có nghĩa là tiếp điểm thường mở. Và 95, 96 là tiếp điểm NC, có nghĩa là tiếp điểm thường đóng. Và ở phía sau của ba phần tử nhiệt là ba cái tiếp điểm T1, T2, T3 kết hợp với cái động cơ của chúng ta. Thì về cái nguyên tắc, thì khi nguyên tắc hoạt động của cái rơ le nhiệt này, đó là khi cái động cơ có cái hiện tượng bất thường, ví dụ như là nóng, dòng tăng cao, thì như vậy thì với cái giá trị dòng mà mình đã cài đặt, thì nếu mà nó vượt quá giá trị này thì cái rơ le nhiệt nó sẽ tác động và ngắt cái tiếp điểm NC 95, 96 này ra để bảo vệ cái động cơ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo kiểm. Thì đây chúng ta sẽ dùng để VOM để đo kiểm. Ta sẽ đo kiểm trước hết là ba cái phần tử nhiệt. Kim lên là ok. Học. Ok. Và cái tiếp điểm NO 97, 98 không lên. Ok. Và tiếp điểm NC 95, 96 lên. Ok. Và bây giờ mình sẽ test bằng cái nút triệt này. Cái nút triệt này là cái chúng ta sẽ gạt qua theo cái hướng mũi tên. Này gạt theo hướng mũi tên. Gạt cái nút này. Theo hướng mũi tên. Cái nút gạt triệt này chúng ta sẽ gạt theo hướng mũi tên. Khi vậy khi đó thì chúng ta sẽ đo cái tiếp điểm NC 95, 96. Nó sẽ không lên nữa. Nó không lên nữa, tức là khi mà có cái hiện tượng quá tải đối với động cơ thì cái tiếp điểm NC sẽ ngắt. Thì cái nút triệt này sẽ chuyển động theo cái hướng mũi tên đây, nó sẽ ngắt bảo vệ động cơ. Và khi đó chúng ta sẽ nhấn cái nút reset thì nó sẽ trở lại ban đầu. Trở lại ban đầu. Đây NC lên. Thì vậy là ok. Cái rơ le nhiệt này tốt. Đây là cái loại là THB12 của hãng Sinlin các bạn.
cái việc mà hư hỏng đối với một cái rơ le nhiệt là những cái gì? Đó chính là cái việc kết nối của ba phần tử nhiệt này vào cái conductor. Nhưng mà sau một khoảng thời gian mà chúng ta không, nói chung là không có bảo trì siết ốc này nọ thì nó sẽ lỏng, nó lỏng dần cái tiếp điểm này. Thì tiếp điểm này khi mà có cái hiện tượng lỏng như vậy thì do nó là cái tiếp điểm động lực đi vào động cơ, mà tiếp điểm này 3 pha cho nên là nó dễ hư hỏng, nó sẽ cháy cháy một trong ba cái tiếp điểm này, thì chúng ta cũng phải thay cái rơ le nhiệt. Còn không thì khi chúng ta đo kiểm cái tiếp điểm NC, mà nếu tiếp điểm NC này không còn tốt nữa, không còn hoạt động tốt nữa, thì chúng ta cũng phải thay luôn cái rơ le nhiệt. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình.